Chào các bạn nha. Hôm nay mình bán xài Đài Loan vàng nha các bạn. Rồi, mình tính tiền. Thank you.
nó chỉ có tiếp tiền xe con tiếp không? Xe về đây sao? Tiếp tiền xe em đấy. Bữa có giá em hay chứ? Làm tiền đó. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại.